của môn game này hồi sức cấp cứu đó. Thì cái trong bộ môn thì theo hình thức trắc nghiệm đấy nha, có thể điểm khuyết này, để mình dùng từ có thể này. Thông thường thì đối với các bạn in năm thì các bạn có 100 câu, thì các bạn học thì theo học và cập nhật thì theo cái bài giảng của các thầy cô. Còn cái giáo trình của các bạn cũng là giáo trình bộ môn cũng vừa mới soạn cách đây 1-2 năm đó, thì các bạn chủ yếu là học trong giáo trình, nhưng mà có một số điểm nào mà nó cập nhật thì các thầy cô sẽ nhấn mạnh trong cái bài giảng. Chẳng hạn trong cái nội dung cấp cứu ngưng thở hô hấp thì các bạn thấy là cái phác đồ lớn nhất mà được nhiều nơi dùng nhất là cái phác đồ cấp cứu theo hồi tim mạch Mỹ AHA. Và AHA thì các bạn thấy là nó thay đổi khoảng tầm 3 năm, nó thay đổi lần. Nhiều nhất là năm 2010, sau đó lên 2012, 2015, rồi 2018, và gần đây nhất là 2020. Thì các bạn lưu ý thì giáo trình thì thông thường thì không thể nào mà năm nào chỉnh sửa cho các bạn bài bản như thế, là in là tốn rất là nhiều tiền, nên là không thể nào năm nào bài bản cho các bạn được. Nên là có thể có một số bài thì kiến thức nó cập nhật, chẳng hạn như năm nay nó khác hoặc năm sau nó khác, thì các thầy cô sẽ nhấn mạnh trong cái bài giảng. Đấy, thì các bạn thấy là kiến thức nó thay đổi thường xuyên. Nhìn như gần đây các bạn điều trị Covid về, cứ khoảng tầm tháng 2 tháng là nó ra cái phác đồ mới, thì các bạn bắt buộc là phải đọc, các bạn phải làm theo. Bởi vì mà quy định mà, luật mà, các bạn làm sai thì các bạn tự chịu trách nhiệm trước pháp luật thôi. Thì bây giờ trong cái nội dung cái bài cập nhật cấp cứu ngưng thở hô hấp thì vì sao là mình phải các bạn cảm thấy là các bạn học cái bài này chắc là không dưới 2 lần rồi, phải không? Và các bạn đi đâu, các bạn đi hầu như đi bộ môn nào thì các bạn cũng được nhắc qua về cái bài này. Và bọn mình thế, bọn mình đi học thì những cái đoàn ở ngoài về, hay là đoàn trong nước về, hay là những hội, thì hầu hết thì cứ định kỳ là khoảng 3 đến 5 năm thì đều có đưa cái chủ đề này vào trong những cái bài báo cáo để nhắc lại cho tất cả các bác sĩ. Bởi vì cái này nó gặp khắp nơi, chỗ nào nó cũng gặp cả. Từ trong nhà tới ngoài phố, từ khoa nội khoa ngoại cho tới khoa nặng nề nhất là game người cấp cứu, thì tất cả đều gặp. Và ở Mỹ á, thì họ bắt buộc là 2 năm là bác sĩ lâm sàng ấy là phải đi học cập nhật lại cái cấp cứu ngưng thở hô hấp và phải thực hành qua thì họ mới cho làm tiếp. Đấy. Và tiền thì cũng phải là ít. Thì đó là lý do vì sao mà các bạn học cái bài này nó khá nhiều, có thể bốn môn nội cũng dạy, bốn môn điều dưỡng dạy, hay là bốn môn ngoài cũng có thể long vào dạy, và bốn môn gây mê hồi sức cấp cứu cũng dạy cho các bạn cái này. Và cái này thì hiện tại thì, trong nếu các bạn muốn có chứng chỉ thì các bạn có thể là nếu mà cơ bản thì các bạn học của bốn môn điều dưỡng, còn nâng cao thì các bạn học bốn môn của mình. Và bệnh viện thì họ sẽ cấp, hoặc là trường họ sẽ cấp chứng chỉ cho các bạn. Hiện tại một số các bạn á, mà làm trong phòng test lab hoặc làm trong phòng mổ, hoặc là ở những nơi mà có nguy cơ phản vệ hay ngừng tuần hoàn xảy ra, thì bây giờ Bộ Y tế yêu cầu các bạn là trong những cơ sở đó các bạn phải có cái chứng chỉ các bạn cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp. Hiện tại thì hai đầu cầu Hà Nội, Sài Gòn thì họ có đào tạo và có cái trung tâm mô phỏng lâm sàng. Thì một khóa đào tạo như thế loanh quanh khoảng tầm 5 tới 7 triệu chưa kể tiền đi lại của các bạn. Đấy, các bạn học ở đây thì có thể là chi phí nó sẽ thấp hơn khoảng tầm là từ 300 tới 500 ngàn. Đấy, cùng mô hình cũng mà không thua gì cái trung tâm ngoài kia. Mà mình thì mô hình thì mua trước trước trung trung tâm ga sơn của mình thành lập trước cả trung tâm của Hà Nội là Sài Gòn. Và các thầy cô thì hầu hết là đã được qua đào tạo theo cái chứng chỉ AHA để cấp cứu ngừng thở hô hấp. Vậy thì vì sao mà cái nội dung cấp cứu ngừng thở hô hấp này nó cứ đi dạy nó cứ được dạy lúi dạy tới như vậy? Thì các bạn thấy là cái ngừng thở hô hấp thì nó là một cái trạng thái mà nặng nề nhất rồi, thấy không? Các bạn làm tốt thì mình nhân nó ngừng tim liền,
nó đã ngưng rồi và nó tử vong liền. Đấy, còn các bạn mà làm tốt thì hy vọng là các bạn có thể là cứu được bệnh nhân, hoặc là các bạn làm tốt thì di chứng để lại cho bệnh nhân nó sẽ ít. Mình đơn cử chẳng hạn như là một bệnh nhân trẻ bị phản vệ đường tuần hoàn hoặc tức là phản vệ đường bộ, hoặc là một bệnh nhân mà vào bị chấn thương mất máu nặng ngừng tuần hoàn hấp, thì nếu các bạn cấp cứu tốt, các bạn xử trí nguyên nhân tốt thì bệnh nhân đó sẽ hồi phục. Đây, thì các bạn thấy sinh viên các bạn cũng có và sinh viên trường mình cũng có, đấy, cũng vào ngừng tuần hoàn hấp, thì sau cấp cứu khoảng tầm 60 tới 80 phút thì bây giờ bạn đó thì bây giờ mất rồi, nhưng mà cấp cứu ổn xong rồi bình thường đi học lại xong rồi lại bị tại ngưng tim lại. Đấy, thì đó là lý do vì sao mà bây giờ hay là một số nước họ cố gắng họ triển khai là đào tạo cấp cứu ngưng tuần hoàn, là không chỉ cho cái nhân viên y tế mà họ triển khai ra là cộng đồng, và quan trọng nhất thì họ triển khai theo từng tầng. Những cái người mà đội trong cứu hỏa hay là đội trong những cái đội tình nguyện về công tác xã hội, hay là sinh viên và học viên cấp 3, học viên cấp 2, học viên cấp 1. Thì các bạn biết là ở một nước gần như mình này là ở Thái Lan, với điều kiện kinh tế nó khá giống, thì bây giờ cái cấp cứu ngưng tuần hoàn ngoài viện triển khai cái đào tạo cấp cứu ngưng tuần hoàn này á, thì họ đã triển khai tới bậc là tiểu học rồi, có nghĩa là nó làm rộng đến quy mô cả nước luôn và ở bậc tiểu học rồi, nên là cái khả năng mà cứu sống của một bệnh nhân mà ngưng tim thì nó cao hơn, và đó là một trong những cái tiêu chí mà để xếp loại mà một ngành y tế nó phát triển, thì cái tỷ lệ ngưng tuần hoàn mà ngoài viện mà được cứu sống là nó phải cao. Đây, lý do thứ hai mà vì sao mà các bạn phải cấp cứu ngưng tuần hoàn hô hấp đúng, bởi vì các bạn nhìn cái biểu đồ bên này, các bạn thấy là đây là cái tử máu tàn, thì nếu mà các bạn bình thường quả tim bóp thì nó tử máu tàn đủ đấy, và thông thường là huyết áp trung bình là trên 65, phải không, là nó đủ để tử máu não, thần, gan, tim, phổi, nó quan trọng nhất là cái não. Vậy thì bệnh nhân ngưng tuần hoàn thì cái tim nó làm việc, tức là nó không tổng máu đi đấy, thì cái tử máu cho tàn nó gần như là về zero. Đây, nếu mà các bạn ép tốt thì các bạn đẩy cái lượng máu đến tàn quá thì ép xuống, tức là các bạn làm thấy cho người khi tâm thu và các bạn để thả ra để lòng nở dạng nở lại thì thấy cho khi tâm trương, thì cái cấp máu của tàn nó sẽ được duy trì, và nếu các bạn làm tốt thì nó sẽ duy trì hàng định. Còn nếu mà các bạn thời gian mà các bạn ép mà các bạn nghỉ nhiều quá, hoặc là các bạn giãn đoạn nhiều quá, thì nó sẽ tỷ lệ thuận với tỷ lệ là tử máu tàn kém. Đấy, thì các bạn nhìn đây là một cái biểu đồ nghiên cứu của thống kê của ACA, thì nếu mà các bạn không cấp cứu ngưng tuần hoàn hấp thì phục thứ nhất thì nạn nhân là nó còn sống 90%, nhưng mà tới thứ 10 thì phần trăm sống sót là chỉ còn zero. Còn nếu các bạn tiến hành cấp cứu ngưng tuần hoàn sớm và đúng, thì các bạn thấy là sau 10 phút thì khả năng cứu sống bệnh nhân nó vẫn còn 60%. Và hiện tại thì họ đang chú trọng tới là cái chất lượng cấp cứu ngưng tuần hoàn hấp cũng như là đầu ra của bệnh nhân. Có nghĩa là nếu mà các bạn cấp cứu mà có tím lại nhưng mà nào nó chết rồi thì cũng xem như là thất bại. Đấy, thì các bạn lưu ý cho mình là như thế. Lý do vì sao các bạn phải cấp cứu ngưng tuần hoàn hấp tốt, đặc biệt là ép tim chính xác, thì cái tỷ lệ sống còn của bệnh nhân nó sẽ cải thiện đi rất là nhiều. Và trong cái bài giảng hôm nay thì mình chỉ điểm qua những cái nét chính, chứ còn các bạn biết là bác sĩ đã đi thực hành lâm sàng rồi, có nghĩa là đã làm lâm sàng rồi 5 năm 10 năm rồi, mà họ học là một khóa như thế là 2 ngày, thì các bạn trong 2 tiết thì thế nào mà các bạn học được. Cái thứ hai nữa là cái này không đơn thuần là các bạn học lý thuyết. Học lý thuyết xin thưa, các bạn làm được, các bạn phải học thực hành.
Và cái này thực hành đó, càng nhiều lần thì các bạn mới làm đúng và làm theo thứ tự của phác đồ được. Còn không phải là các bạn đọc, các bạn vào, các bạn ép một cái, xong rồi này, tôi làm được rồi, không có một. Các bạn thử, bây giờ mình đưa lý do vì sao mà nó không có cái chuyện đó. Bởi vì các bạn cứ gặp một tình huống cấp cứu ngưng tuần hoàn hô hấp, các bạn sẽ biết. Thứ nhất là nó sẽ rất là hỗn loạn. Hỗn loạn vì sao? Người nhà nó ồn ào. Cái thứ hai, nhân viên y tế mình cũng ồn ào bởi vì ngưng tím mà. Cái thứ ba nữa là có thể nếu các bạn đi thực hành ở trường thì có thêm sinh viên nữa. Cái thứ tư nữa là bệnh nhân xung quanh nó nhìn nhau. Đấy. Bình thường là các bạn sẽ thấy là một phòng khoảng tầm 4-6 bệnh, đúng không? Cái thứ năm nữa là chưa kể nhà báo, báo đài. Và cái thứ sáu nữa là chưa kể là có thể là côn đồ. Đấy. Thì các bạn sẽ gặp những cái tình huống nó như thế. Và 10 chữ các bạn có trong đầu là bây giờ nó mất đi 9 chữ rồi, nó chỉ còn một chữ thôi. Còn nếu các bạn có chữ trong đầu nữa thì thôi, các bạn làm sai là điều đương nhiên. Cái thứ hai nữa là cái phác đồ của cấp cứu ngưng tuần hoàn hô hấp thì không phải là nó quá khó, nhưng mà nó có những cái bước mà các bạn phải nhớ. Cái thứ hai là liều thuốc các bạn cũng phải nhớ. Chứ còn không thể nào mà cái tình huống ngưng tuần hoàn mà các bạn đi lật sách để các bạn xem là nên cho thuốc gì hay là liều bao nhiêu cả. Đấy, thì lưu ý cho mình là như thế. Và còn nhiều cái nữa, chứ không phải là đơn thuần là như thế. Thì các bạn lưu ý, cái này là một cái tình huống cấp cứu khẩn cấp, không lật sách lật vở được. Và nếu làm nhiều thì các bạn sẽ làm được nhiều hơn. Thì AHA nó cũng đã tới Việt Nam, nó dài rồi, khoảng thời gian là năm 2012 đến 2014 á. Thì nhiều đoàn nữa, chẳng phải riêng chi của Mỹ, cùng Thái Lan, cùng Singapore hay là những đoàn của châu Âu. Thì họ tới, họ dài thì họ đem theo đây rất đầy đủ các phương tiện từ kiểm soát đường thở cho tới mã nơ canh. Và họ gọi bác sĩ ra. Họ yêu cầu là những người có thâm niên khoảng trên 10 năm thì dài thì trong cái chương trình dài của AHA thì nó có những cái tình huống mà giả định. Thì họ đưa ra một tình huống đó và yêu cầu là người bác sĩ là cấp cứu cho bệnh nhân. Thì xin thưa với các bạn là sai hết, chẳng ai đúng hoàn toàn cả. Đây các bạn nếu và cái tỷ lệ sai thì nó tỷ lệ thuận với là cái thời gian của tỷ lệ nghịch với cái thời gian mà kinh nghiệm của bác sĩ. Có nghĩa là cả bác sĩ mà làm nhiều thì hoặc cấp cứu ngưng tuần hoàn nhiều thì cái tỷ lệ mà sai nó sẽ ít hơn so với cả bác sĩ mà mới ra trường hoặc là làm những cái ngành mà nó ít gặp bệnh nhân nặng. Thì các bạn á, học cái này thì mình nhắc qua cho các bạn là tài liệu là ở đâu. Thì hiện tại là mới nhất là 2020, hoặc có thể các bạn bấm thêm EEC nó cũng có đấy. Và phiên bản thì hiện tại thì 2020 thì có một số cái sơ đồ thì nó đã dịch qua tiếng Việt rồi, các bạn có thể dùng tiếng Anh tiếng Việt gì cũng được. Và có hiện tại thì trên lâm sàng trên mạng thì có một số cái khóa học online về cấp cứu ngưng tuần hoàn cơ bản thì các bạn cũng có thể tham gia ngày nay. Và chú ý cho mình là nó có nhiều cái nhưng mà nó dùng nhiều nhất hiện nay là AHA. Thì các bạn theo cái đó, và trong cái phác đồ cấp cứu ngưng tuần hoàn của Bộ Y tế của mình á thì nó cũng dịch nguyên văn từ là AHA nhưng mà có modify một ít, chứ không phải là nó giống hoàn toàn. Thì các bạn lưu ý cho mình là sách vở là đó. Cái thứ hai nữa là mình điểm qua một số cái thay đổi. Có thể là các bạn vừa mới đây thì các bạn chỉ chú ý tới giai đoạn 2015 tới 2020 thôi. Nhưng mà các bạn hồi trước thì các bạn sẽ thấy nó thay đổi rất là nhiều. Trong cái cấp cứu ngưng tuần hoàn hô hấp thì hồi xưa từ năm 2000. Đấy, trước năm 2000 thì họ cấp cứu theo trình tự là ABC. Nhưng mà sau đó chuyển thành là thêm là chủ trọng thêm cái phần là D nữa, là phần tuần hoàn nữa. Và ép tim là các bạn thấy là tần số 80 tới 100 lần là hồi trước năm 2000 á. Nhưng sau đó thì họ đổi lên tới bây giờ là họ 100 tới 120 lần. Tỷ lệ chẳng hạn như từ năm 2000 loanh quanh 2000 tới 2005 á thì tỷ lệ thông khí ép tim là 15:2. Nhưng mà bây giờ là thông khí ép tim là 32, được không? Và có thời kỳ là họ sốc điện 3 lần liên tục, đấy, chẳng phải là sốc điện 1 lần. Và họ
tim là họ chỉ chú trọng là trên một lần là 100 lần/phút. Vậy thì nếu F150 thì sao? Đấy, thì dần dần thì họ sẽ thay đổi và lý do vì sao họ thay đổi. Thì và cơ sở nào để họ thay đổi cái guideline này? Thì họ tổng hợp tất cả các nghiên cứu mà về ngừng tuần hoàn hoặc chẳng hạn ở Việt Nam mình cũng có. Đây, chẳng hạn như tỷ lệ ngừng tuần hoàn ngoài viện hoặc là chất lượng cấp cứu ngừng tuần hoàn ngoài viện hoặc là dùng mạch thanh quản hay là những cái thuốc khác để cấp cứu ngừng tuần hoàn ngoài viện. Thì họ tổng hợp tất cả các nghiên cứu về chẳng hạn như mình đơn cử là ABC thành CAB thôi, gọi là cái mà thay đổi khá lớn, trình từ ABC thành CAB. Có nghĩa là họ lúc đầu họ ưu tiên là kiểm soát đường thở trước, rồi sau đó mới tới là tuần hoàn. Thì một nghiên cứu khác thì họ kiểm soát tuần hoàn trước, họ sóc điện trước, rồi sau đó họ mới kiểm soát đường thở. Thì họ thấy là tỷ lệ mà sống của bệnh nhân mà cảnh chỉ sóc điện trước và cảnh chỉ ép tim trước thì nó cao hơn so với là cảnh chỉ bọc bỏng và đặt nội khoảng trước. Thì sau đó là năm 2010 thì họ đổi là từ ABC thành CAB. Thì cái này là một bước khá lớn trong là cái guideline của AHA. Và các anh chị thấy là dần dần là họ ngoài cái chú trọng đào tạo cho cái nhân viên y tế thì họ chủ mở rộng ra cái cấp cứu cho người huấn luyện viên hoặc là những người làm ở trên xe cứu thương hoặc xe cứu hỏa hoặc là những người học sinh sinh viên. Thì các anh chị thấy là nở rộ nhất là của AHA là thời kỳ năm 2015 với phác đồ nó thay đổi rất là nhiều. Và từ 2015 cho tới 2018 thì nó thay đổi phác đồ một xíu thôi, là nó thêm vào cái lidocaine vào. Và từ 2018 tới 2020 thì nó cũng đổi nhưng mà không nhiều. Đấy, thì một số cái điểm mới thì nó đổi thì chủ yếu là nó nhấn mạnh là các anh chị sóc điện sớm nhất có thể. Đấy, và họ đưa ra một số phác đồ cấp cứu ngừng tuần hoàn hoặc cho ngộ độc ma túy hoặc là phác đồ ở trẻ em hoặc là sản phụ hoặc là gần đây nhất là phác đồ cấp cứu ngừng tuần hoàn cho bệnh nhân COVID-19. Thì mình sẽ điểm qua một số cái mà các bạn sẽ đọc được và sẽ đọc trong sàn. Vậy thì đầu tiên quan trọng nhất mà AHA nhấn mạnh cho các bạn là trong cái cấp cứu ngừng tuần hoàn là gì? Thì quan trọng nhất là các bạn phải phải biết đó là ngừng tuần hoàn. Hiện tại là các bạn chẩn đoán rất muộn, các bác sĩ chẩn đoán rất muộn về cái ngừng tuần hoàn hoặc và muộn thì nó tỷ lệ thuận với là cái di chứng để lại và cũng như là khả năng sống của bệnh nhân. Đấy, các bạn là khởi động muộn quá thì bệnh nhân đương nhiên nó sẽ tổn thương não liền. Và họ nhấn mạnh cái chuyện này qua cái chuỗi sống con, vậy là họ khuyến cáo là các bạn phải chẩn đoán sớm và khởi động sớm cái ngừng tuần hoàn hô hấp trong viện cũng như là ngoài viện. Đây, OHCA này là ngoài viện, còn IHCA này là trong viện. Thì sau khi mà các bạn chẩn đoán sớm và khởi động gọi người hỗ trợ, gọi xe cấp cứu, đây thì các bạn tiến hành ép tim ngay, gọi là hỗ trợ về mặt tuần hoàn và lấy máy sóc điện sớm nhất có thể và nếu được là sóc luôn. Được chưa? Chẳng hạn như mình đơn cử không thể nào mà các bạn là có sẵn cái máy sóc điện được, phải không? Lúc nào các bạn phải chạy đi lấy. Đấy. Cái thứ hai nữa là ở ngoài viện thì cái máy sóc điện thì nó hiếm, ở trong viện thì cũng cũng hiếm, đặc biệt là ở Việt Nam của mình. Thì các bạn đi ở bệnh viện trung ương hay là bệnh viện Huế mình, bệnh viện Trương mình, nếu mà bệnh viện các bạn vô mà tìm ra đến 10 cái máy sóc điện cho cả bệnh viện thì chiều chi mình chiều hết. Đấy, còn ở họ là khoa nào có máy sóc điện. Đấy, ở mình tìm cái máy sóc điện đỏ mắt rồi. Nên là đầu tiên các bạn phải tìm. Đấy, và sóc điện sớm nhất có thể và tuân theo cái cấp cứu ngừng tuần hoàn hấp. Bệnh nhân mà nó ổn thì các bạn chuyển qua là chăm sóc sau ngừng tuần hoàn. Và trong AHA thì họ từ trước đây là AHA 2015 thì nó không có cái ô này, có nghĩa là họ họ chưa đưa cái ô là hồi phục vào. Có nghĩa là sau ngừng tuần hoàn thì các bạn cần phải làm gì để đảm bảo gọi là bảo vệ cái tạng, đặc biệt là cái hệ thần kinh của mình nhé.
Còn nghĩa là bây giờ họ nhận mạnh rồi là nếu mà các bạn cấp cứu mà bệnh nhân nó mất não thì anh như là cũng là thất bại. Đấy. Vậy thì đây là cái chuỗi sống con, được chưa? Và bây giờ A nhấn mạnh cho các bạn là quan trọng nhất là ở bước đầu này, này và bước đẹp tim này, này và cũng như là bước hồi phục là ba bước. Bây giờ chú trọng vào ba cái bước đó. Và đầu tiên là cái bước mà chẩn đoán. Thì các bạn chẩn đoán thì các bạn dựa vào ba cái chế ba không và là ba triệu chứng. Ba không tức là không ý thức, không thở và không mạnh. Thì cũng phải là các bạn vô vào các bạn bắt mạch mắng cỏ là bệnh nhân ngừng tim đấy, như thế là các bạn làm sai. Mà các bạn khám ba không này theo trình tự tức là các bạn đánh giá ý thức trước, sau đó các bạn nhìn xem thử nhịp thở như thế nào và các bạn bắt mạch, hoặc là các bạn vừa nhìn vừa bắt mạch giống như cái hình ở trên này đấy. Và nếu mà bệnh nhân nó thở ngáp thì cũng là một triệu chứng của ngừng tuần hoàn. Thở ngáp như thế nào thì các bạn cứ cứ đi ra ngoài chợ, ra ngoài chợ Bình Nữ thấy là ở phía ngoài đường mà thấy cá mà để trên trên hộp mà nó ngáp như thế nào là bệnh nhân nó ngáp như thế, thì đó là một trạng thái là ngừng tuần hoàn. Thì các bạn lưu ý là chỉ cần có hai trong ba cái không này là các bạn có thể khởi động cái cấp cứu ngừng tuần hoàn rồi. Và các bạn lưu ý thì cái không mạch thì nó mất khoảng tầm 5 tới 10 giây để các bạn chẩn đoán, không phải là các bạn bắt cái là được liền. Đấy, ở những bệnh nhân sốc thì có thể là mà nó mạch nó rất nhanh và nhỏ. Đấy, cái thứ hai nữa là đặc biệt ở những người nữ và những người béo phì thì ở vùng cổ của bệnh nhân á thì nó sẽ rất nhiều mỡ, nên các bạn bắt đôi khi động mạch cảnh đôi khi mà các bạn bắt cũng khó. Còn ở trong bệnh viện thì có thể là để nhanh thì các bạn bắt động mạch đùi. Đấy. Nhưng mà ở ngoài viện thì thế nào các bạn cởi quần bệnh nhân ra các bạn bắt được, phải không? Nên là hầu hết thì họ khuyến cáo là các bạn trong giai đoạn đầu thì các bạn bắt cái động mạch cảnh cho nó mau. Vậy thì khi mà các bạn chẩn đoán ngừng tuần hoàn rồi thì các bạn kéo cái máy điện tim qua, kéo cái máy sóc điện qua, các bạn gắn vào thì nó sẽ có những cái hình thái điện tim gì đối với cái ngừng tuần hoàn hô hấp. Thì khi các bạn móc vào thì nó sẽ có cái bốn cái hình thái. Thứ nhất là rung thất, cái thứ hai là nhánh thất của mạch, cái thứ ba là phân ly điện cơ và cái thứ tư là vô tâm thu. Thì trong cái bốn cái hình thái này thì có hai hình thái là các bạn sóc điện được là rung thất và nhánh thất của mạch, còn hai hình thái là các bạn không sóc điện được là phân ly điện cơ và vô tâm thu. Thì các bạn lưu ý chẳng phải là ngừng tuần hoàn là các bạn auto các bạn sóc điện. Thì nếu mà ngừng tuần hoàn nó nằm trong cái nhóm này thì các bạn sóc điện thì chuyển nhịp được. Đấy. Và xin thưa với các bạn là cái tỷ lệ mà bệnh nhân ngừng tuần hoàn mà do rung thất với là nhịp nhánh thất vô mạch là nó nhiều hơn so với là hai thằng này, nên đó là lý do vì sao mà bây giờ họ khuyến cáo là sóc điện sớm nhất có thể. Đấy. Cái thứ hai nữa, nếu mà ở nhóm này mà các bạn dùng thuốc adrenaline nó sớm và liều nó cao thì có thể nó cũng tốt hơn so với là các bạn sóc điện chuyển nhịp cái đã. Đấy. Và cái mà hay gây nhầm lẫn cho các bạn là cái thằng này, phân ly điện cơ hay là hay gọi là hoạt động điện vô mạch. Đấy. Thì các bạn thấy là cái điện tim nó như giống như bình thường đó, hàng như nhịp xoắn vậy, vẫn PQRST. Đấy, nhưng mà các bạn bắt là không có mạch. Thế các bạn lưu ý thì bệnh nhân mà nó thở không ý thức, thở ngáp mà các bạn để vào như thế này, các bạn nói con tim mà từ từ nó cấp cứu đó. Cái thứ hai nữa nó sẽ xảy ra thêm một tình huống nữa là đáng từ rung thất như thế này hoặc là từ vô tâm thu các bạn cấp cứu nó hiện ra như thế này và còn nói có tim rồi, nhưng mà thực sự nếu các bạn bắt mạch nó không có mạch thì nó rơi vào tình huống là phân ly điện cơ. Đây thì cấp cứu ngừng tuần hoàn. Để ra các bạn lưu ý cho mình là cái này là hay gây nhầm lẫn cho các bạn này. Còn nhìn cái đường này thì dễ rồi, phải không? Làm thẳng đuột đường thì đương nhiên là nó mà nhảy vào mà cấp cứu rồi. Rồi vậy thì hiện tại thì những cái lỗi nào mà hay gặp khi mà các bạn cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp thì mình nói rồi.
Thì lúc này mình nhắc là cái tình huống mà xảy ra nó vô cùng hỗn loạn đấy, và các bạn là chưa làm lần nào, hoặc là các bạn bác sĩ ở cấp cứu hay hồi sức mà nhưng mà đi hội chẩn ở khoa khác, thì các bạn sẽ thấy là cái nhóm cấp cứu nó vô cùng là nó hỗn loạn, và nếu các bạn làm không không chuẩn đấy, cũng có coi gọi là chưa có kinh nghiệm, thì các bạn sẽ gặp rất là nhiều lỗi nó hay xảy ra. Thì trên đây là một số lỗi mà nó hay gặp. What's going on here? Okay, well, just wanted to who's leaving this code? Figures. Come on, Jen. Can you tell me what's going on? This is a 7-year-old that came in by EMS and respiratory distress. He became unresponsive when he got here. He doesn't have a pulse. We have started CPR. Okay, hold compressions. I want to see the rhythm. That looks like VF. There's no pulse. No pulse. Okay, so go ahead. Resume compressions, please. We're going to have to defibrillate. I want to get ready to give a dose of epi. What does he weigh? I don't know, 20 kilos maybe. Can you get the tape and please verify that? Come on, let's go. Okay, 30 kilos. Okay, sorry. 30 kilos. So I want to defibrillate with 2 joules per kilo. That'll be 60 joules, please. Charging 60 joules. Oh, keep going. Oh, keep going on the compressions. Keep going on the compressions. Okay, charge complete. All right. All clear. Okay. Everybody back. On three. One, two, three. Shocking. Nothing. What's going on? Why are we stopping? Come on. What, are we ready to go? He didn't charge it. Charging. We gotta go here. Charge. Let's get back on the compressions. Charge. Clear. Shocking on three. One, two, three. Everybody's clear. Shock the liver. Okay, let me see there. No, no, I mean, let's go. Let's go on chest compressions. No rhythm check. Okay, we need some epi. Where's the epi? Who's doing meds? I'll do somebody. It. Okay, what would you like? Okay, okay. I need 0.01 milligrams per kilo IV epi. So that'll be 0.3 milligrams epinephrine. 0.3 milligrams epinephrine. 0.3 milligrams epi followed by a 20 cc saline flush. You doing okay down there with ventilations? Yes, I'm getting good chest rise. Okay. Okay, tell you what, let's just keep doing back. Rồi, trên đây là một cái video mà các bạn thấy là một cái nhóm cấp cứu ngưng tân hoang nó chuẩn, có nghĩa là nhóm 6 người, số lượng là chuẩn. Đấy. Thì các bạn thấy là cái anh bác sĩ này thì khả năng là từ khoa khác đấy. Đấy. Và cái nhóm này họ đang cấp cứu ngưng tân hoang rồi. Thì các bạn thấy là một số cái lỗi, thì các bạn thấy là nó hơi ồn ào phải đó. Cái thứ hai nữa là các bạn thấy là thời gian that looks like VF. Họ ngắt quãng. No pulse. Okay, so go ahead, resume compressions, please. We're gonna have to defibrillate. Đây là I want to get ready to give a dose of epi. What does he weigh? I don't know, 20 kilos maybe. Can you get the tape and please verify that? Come on, let's go. Đây các bạn thấy này. Sorry, 30 kilos. So I want to defibrillate with 2 joules per kilo. That'll be 60 joules, please. Charging 60 joules. Oh, keep going. Oh, keep going on đây, the compressions. Các bạn thấy cái lỗi này là khá gặp nhất khi mà các bạn cấp cứu ngưng tân hoang. Hay gặp lắm, bởi vì ai cũng sợ sốc điện cả. Và khi mà nghe sốc điện cái là các bạn ngưng ép nữa và các bạn đi ra ngoài. Trong khi là chưa sạc gì cả. Đấy, khi nào sạc mà chưa phong cũng là chưa bấm nút sốc thì dòng điện nó vẫn chưa phong. Đấy, cái này là cái lỗi hay gặp nhất. Keep going on the compressions. Okay, charge complete. All right. All clear. Everybody back. On three. One, two, three. Shocking. Nothing. What's going on? Why are we stopping? Come on. What, are we ready to go? Đấy, sốc xong là ép ngay. Đấy là sốc không ép nên là thời gian gián đoạn nó nhiều. Thì tỷ lệ từ màu tàn mà cát. Yeah. He didn't charge it. Rồi. Không biết sốc điện. Rất hay gặp. Đấy. Bác sĩ của mình cùng sau đại học cùng không biết sóc điện, chưa chưa biết mặt mũi cái máy sóc điện là sao nè. Charging. We got a compression. One, two, three. Everybody's clear. Shock the liver. Meds. I'll do somebody. It. Okay, what would you like? Okay, okay. I need rồi cái lỗi nữa là
đấy, bác sĩ mà cấp cứu mà không nằm liều thuốc, phải không? Thì các bạn nghe cái câu nghe cái điểm tích về ngành y của mình rồi, là có ông thầy lang này, ông điều trị, ông bóc thuốc thì bệnh nhân tới đau bụng, thì ông lật sách ra là thấy là đau bụng phục nhân sâm, nhưng mà quên lật qua trang bên về bệnh nhân chết. Đấy, thì lên đi kiêng thì ông lại tôi điều trị theo đúng sách này, thì lật qua trang bên thì có thêm chữ tất tử nữa. Đó, thì các bạn thấy là bây giờ mà nếu mà những cái tình huống mà đặc biệt thì các bạn có thể nào lực sắp được, chẳng hạn như phản vệ đấy, hoặc vết thương động mạch, hoặc là trang khí măng phổi áp lực, thế nào mà các bạn gọi điện đi hỏi hay là các bạn lực sắp ra điều trị cái gì được. Đây mình nhớ là khoảng 1-2 phút là nó chết liền. Thì các bạn lưu ý là phải trang bị cái kiến thức cho mình, đặc biệt là trong những cái tình huống mà phải xử trí khẩn cấp. Vậy thì thực trạng cấp cứu ngưng tuần hoàn hiện nay là của nam mình nó bị quan trọng nhất là nó hiện tại nó thiếu cái kiến thức và kỹ năng, thiếu rất nhiều. Cái thứ hai nữa là thiếu những cái phương tiện. Cái thứ ba nữa là thời gian chẩn đoán nó muộn quá, nên các bạn khởi động cấp cứu nó quá muộn, bệnh nhân là nó tử vong ở nhà rất nhiều. Và cái thứ tư nữa là cái kỹ thuật mà các bạn cấp cứu á thì nó kém quá. Đấy, thì bây giờ là thực trạng nó như thế. Và các bạn thấy là thời gian gần đây á thì nó có những cái sự việc nó rất đau lòng. Đây, một nội trú vừa mới ra trường thôi, cùng nội trú về hồi sức cấp cứu. Đấy, chuyến đi cấp cứu ngưng tim với họ thì anh chàng này bị ngưng tim ngoại viện cũng thời gian năm ngoái thôi. Đấy, và ở cộng đồng thì cứ lấy điện thoại lên live stream, có người ngưng tim nằm đỡ ra rồi, ngay cấp cứu cả live stream. Cuối cùng là các thầy cô hoặc là bạn bè trên Facebook là nhìn là nói đồng đội của mình đang bị ngưng tim nên tới thì cấp cứu thì nó có tim lại nhưng mà nó tổn thương tàn nặng và chạy ECMO rồi nhưng mà cũng cứu được. Thì các bạn thấy là cái sự thật là nó như thế. Người làm thì ít nhưng mà người ngắm người ý kiến thì rất là nhiều. Đấy, và trong một cái hội nghị mà gần đây thôi, giống tại xa, thì một cái báo cáo viên người nước ngoài ở Mỹ, họ nói là báo cáo về thực trạng ngưng tuần hoàn Việt Nam hiện nay. Thì họ đưa lên một cái video là một bệnh nhân ngưng tim do đuối nước thì tại ở miền Bắc thì vậy, tận một tuần này ở miền Bắc thì cấp cứu thì họ lấy cái chân họ đạp vào lên ngực để cấp cứu ngưng tuần hoàn. Thì các bạn thấy là họ đưa lên một trong một cái hội nghị rất là lớn, họ nói thực trạng là hiện nay ở Việt Nam là như thế, thì các bạn biết là như thế nào rồi. Và theo thống kê thì bây giờ là chính là nó thiếu về kiến thức cũng như là thiếu về phương tiện, đặc biệt là trên cái xe cấp cứu. Thì hiện tại thì các thầy cô ở đầu cầu là bây giờ bắt đầu là trong vòng 2-3 năm này là bắt đầu là tập trung vào cái khởi động để đào tạo cái cấp cứu ngưng tuần hoàn này và cố gắng là triển khai ra cộng đồng. Ở Huế mình đi các bạn thấy là bây giờ được trong trường thì cũng phối hợp với là bên Hàn Quốc thì cũng đẩy mạnh là đào tạo cho các bạn, đương nhiên là điều dưỡng hay là bác sĩ là có rồi, nhưng mà đẩy ra ngoài trường cấp 3 cũng như là trường cấp 2 để xem thí điểm như thế nào. Và hầu hết tất cả những cái học viên mà sau đại học của vào bộ môn của bọn Huế thì đều được vào cái là đầu việc đầu tiên là phải lên phòng skill lab và học cái này, học thêm kỹ năng kiểm soát đường thở, xử trí phản vệ, những cái xử trí cấp cứu mà cần cho một cái bác sĩ. Đấy, hoặc là thậm chí là bắt học lấy lại đường truyền. Đấy, bởi vì các bạn đi làm đôi khi điều dưỡng lấy được thì các bạn phải lấy, không phải là bác sĩ là cũng lấy được đường truyền. Rồi bây giờ mình tập trung vào nó các đồ. Thì các bạn chỉ cần nhận được phác đồ này thì các bạn sẽ cấp cứu nó đúng. Và xin thưa các bạn, cái phác đồ nó có tỷ như này thôi, nhưng mà
Nhưng mà khi mà các bạn vô làm thì các bạn sẽ quên. Đấy, các bạn quên. Và hầu như là làm ít thì quên hết luôn. Làm nhiều thì mới nắm được, và nhưng mà có lúc thì sai được. Đấy. Thì các bạn lưu ý cái này, thì các bạn học cái đã. Vài bữa rồi thực hành sau, có cơ hội thì các bạn thực hành sau. Các bạn đi học sau đại học ở đâu các bạn cũng sẽ được nhắc lại về cái này. Đấy. Vậy thì trong cái phác đồ cấp cứu người lớn và trẻ em thì nó chỉ khác nhau cái liều thuốc thôi. Và liều sắc điểm cho nó cũng khác nhau gì cả. Đấy, thì các bạn lưu ý là trong cái phác đồ này có hai nhánh. Một nhánh là sắc điểm được và một nhánh là không sắc điểm được. Vậy thì khi mà bệnh nhân mà có ngưng tuần hoàn hô hấp nó xảy ra, các bạn chẩn đoán rồi, thì các bạn gọi người hỗ trợ và bắt đầu là cái cấp cứu của mình. Yeah. Và các bạn thấy là trong AHA 2020 á, đấy, thì họ vẫn nói là mặc dù là họ đào tạo nhiều rồi nhưng mà cái tỷ lệ trì hoãn, tỷ lệ cấp cứu muộn nó vẫn là rất là cao. Và các bạn biết là ở nước ngoài là bây giờ là cái máy sóc điện tự động ấy, AED này á, là nó được bỏ khắp đấy, tỉnh nào nó cũng là những cái nơi mà quảng trường lớn của nó đều bỏ cả. Ở Việt Nam mình thì hiện tại thì các bạn đi sân bay thì các bạn sẽ thấy là có cái máy AED này. Đấy, tất cả các sân bay. Đấy, nhưng mà ở quảng trường hay là ở những chỗ đông thì nó không có. Chứ còn các bạn đi ở nước ngoài thì các bạn thấy là giống như ở Huế đây, các bạn đi ở nơi chỗ tới là Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì quảng trường lớn đó đông dân thì đương nhiên là phải đặt một cái máy sóc điện tự động ở đó rồi. Đấy, nhưng mà hiện tại thì nước mình họ chưa trang bị cái này. Thì khi mà nó xảy ra ngừng tuần hoàn á thì không dễ để các bạn mà có cái phương tiện. Đấy. Đặc biệt là các bạn nó xảy ra ở ngoài viện. Được chưa? Còn nếu mà nó xảy ra ở trong bệnh viện thì các bạn có sẵn oxy rồi, nhưng mà giống như máy monitor và máy khử trùng thì phải những khoa mà có bệnh nặng thì các bạn mới có, đúng không? Chẳng hạn như khoa da liễu hay là khoa tai mũi họng làm gì mà các bạn có cái máy monitor hay là máy sóc điện. Thì khi đó các bạn hô lớn thì sẽ có điều dưỡng này, có bác sĩ họ tới họ hỗ trợ và các bạn chia vai trò. Đấy, tốt nhất một cấp cứu ngưng tuần hoàn mà theo AKA là phải 6 người. Nhưng không thể nào mà nó phù hợp với điều kiện của Việt Nam được. Đúng không? Trong cái hành chính thì có thể là nó đủ, nhưng mà ngoài giờ hành chính thì nó có một bác sĩ với một điều dưỡng như mấy. Bây giờ các bạn mời hồi sức tới thì họ tới cho người đã là 3 người cấp cứu. Những thế nào mà có 6 người để các bạn cấp cứu được. Yeah. Vậy thì khi mà xảy ra cái ngưng tuần hoàn thì tùy vào cái điều kiện của các bạn ở đâu thì các bạn làm cái gọi là có phương án làm tốt nhất cho bệnh nhân thôi. Thế còn đây là guideline, chẳng phải là bắt buộc các bạn phải làm ý như guideline. Yeah. Có nghĩa là một cái hướng dẫn thôi. Thì các bạn làm, các bạn chỉnh sửa phù hợp nhất với là cái điều kiện của mình có thể. Đây, nên lấn ai việc vào là bắt buộc các bạn phải làm như vậy cả. Yeah, nhưng mà làm như vậy thì nó sẽ tốt hơn cho mình nhé. Thì các bạn cố gắng là mình chỉnh sửa phù hợp nhất có thể đối với cái điều kiện của bệnh viện của mình làm trong tương lai. Đây, vậy thì khi xảy ra cái tình huống mà ngưng tuần hoàn thì các bạn cố gắng là cung cấp oxy, tim, gắn cái máy theo dõi và cái máy sóc điện vào. Đây, nếu mà có thể sóc điện được thì các bạn chuyển qua nhánh bên này là các bạn tiến hành sóc điện sớm nhất có thể. Đây, vậy là trường hợp rung thất và nhánh thất vô mạch, thấy không? Các bạn sóc điện. Sau đó các bạn ép tim và một người mà phụ trách thuốc á, là các bạn lấy cái đường truyền. Các bạn nhớ là trong cái lưu đồ này này thì AHA họ đã tỉnh rồi, họ tỉnh thời gian luôn rồi, có nghĩa là để các bạn lấy được cái đường truyền này nó cũng mất khoảng tầm 2-3 phút. Đấy, nên là các bạn bè cái ống thuốc adrenaline các bạn cũng phải sạc vào, nó cũng mất thời gian. Nên là đối với cái nhóm là rung thất hay nhánh thất vô mạch thì các bạn ép tim, sóc điện sớm nhất có thể, và sau sóc điện thì các bạn lấy đường truyền, được chưa? Và nó mất 2 phút thì các bạn kiểm tra. Đấy, hết 2 phút là một cái chu kỳ cấp cứu ngưng tuần hoàn, là các bạn đổi người ép tim này, các bạn có 5 giây để các bạn nhìn xem thử là cái điện tim đó nó về lại nhịp xoắn chưa hay là nó chưa về.
Đấy, nếu nó chưa về thì, mà con sóc điện được thì các bạn tiếp tục sóc điện lần thứ hai. Và sáu lần sóc điện thứ hai thì các bạn ép tim tiếp, và nếu mà chưa có nhịp tim thì các bạn chưa có về lại nhịp xoang thì các bạn cho adrenaline 1 mg mỗi 3 tới 5 phút. Đấy, và các bạn cân nhắc sử dụng đường thở nâng cao và thẳng đồ, tức là theo dõi ETCO2, gọi là CO2 thì thở ra. Đấy, lý do vì sao mà các bạn theo dõi ETCO2 thì nó có hai lý do. Lý do thứ nhất là để các bạn đánh giá là các bạn thông khí cho bệnh nhân nó có tốt hay không. Nếu mà khí nó vào, nó ra thì nó có CO2 thải ra, thì có nghĩa là các bạn thông khí nó tốt, hoặc là cái ống nội khí quản hay là cái mạch thanh quản của các bạn là đặt vào đúng vị trí. Lý do thứ hai là để các bạn theo dõi thẳng đồ để các bạn tiến lượng là bệnh nhân. Đấy, thì nó liên quan tới về mặt chuyển hóa, có nghĩa là bây giờ cơ thể các bạn là có sẵn năng lượng rồi, phải không? Đấy, ngưng tim nhưng mà năng lượng nó còn sẵn đó, và nếu mà tế bào nó còn làm việc thì oxy nó còn lấy và nó còn chuyển hóa qua chu trình Krebs và thải CO2, phải không? Tế bào mà nó không làm việc thì nó không thải CO2, phải chưa? Hoặc là thải rất ít, phải chưa? Qua cái chu trình côn. Đấy, nhưng mà nếu mà các bạn thấy là CO2 mà nó ít thì chứng tỏ là một là các bạn cấp cứu nó kém, hai là tế bào nó ngưng làm việc rồi, có nghĩa là tiên lượng bệnh nhân tử vong là cận kề. Đấy, thì con số là AHA khuyến cáo là các bạn 10, ETCO2 mà dưới 10 thì các bạn phải xem lại cái chất lượng cấp cứu các bạn có tốt hay không, có đầy oxy hay là năng lượng đến tế bào được tốt hay không. Cái thứ hai nữa là các bạn tiên lượng là bệnh nhân nó nặng, nếu mà ETCO2 nó dưới 10 thì có thể là sau 20 tới 30 phút mà cấp cứu mà nhịp tim có ETCO2 dưới 10 thì các bạn có thể ngừng. Thì đó là khuyến cáo về mặt khoa học của AHA. Đấy, thì mình nói thêm về cái thẳng đồ theo dõi ETCO2, lý do vì sao mà AHA hoặc khuyến cáo các bạn làm. Đấy chưa? Và sau lần sóc điện thứ hai, sau 2 phút các bạn đổi người ép tim và các bạn nhìn xem điện tim nó có sóc điện được hay không, hay là nó không sóc điện được, hay là nó có tim lại rồi, thì các bạn quyết định là cái bước tiếp theo. Nếu mà nó vẫn rung thấp hay là nhánh thấp vô mạch nó vẫn tồn tại thì các bạn tiếp tục sóc lần thứ 3. Và sau lần sóc thứ 3 thì các bạn thấy sau 3 lần sóc mà nó không chuyển nhịp được thì có nghĩa là cái nhịp này nó khá kém đáp ứng với cái sóc điện, thì các bạn có thể kết hợp thêm thuốc. Hiện tại thì chỉ có 2 thuốc các bạn dùng trong cấp cứu ngừng tuần hoàn, ngoài cái adrenaline thì các bạn có thể sử dụng thêm là amiodarone hoặc là lidocaine, hoặc nhé, có nghĩa là các bạn dùng một trong hai thôi, bởi vì tác dụng nó như nhau cả. Thì cái này là cái được đưa vào, lidocaine được đưa thêm vào trong cái AHA năm 2018. Thì họ nghiên cứu là bệnh nhân sóc điện mà cho amiodarone một nhóm sóc điện cho lidocaine thì cái tỷ lệ tử vong nó giống nhau, và hai cái này thì nó cao hơn so với là sóc điện đơn thuần mà cho giả dừa. Đây, nên là họ đưa vào khuyến cáo năm 2018. Và các bạn lưu ý là sau cái lần thứ ba này mà nếu mà nó vẫn chưa có nhịp tim mà nó vẫn rung thấp thì các bạn tiếp tục là các bạn ép tim và các bạn quay trở lại các bạn sóc điện. Yeah, có thể lặp lại liều amiodarone và lidocaine. Đấy, và có thể là trong 3 cái tình huống này thì nó có thể là các bạn sóc điện lần thứ nhất lần chuyển qua vô tâm thu hoặc là phân ly điện cơ, thì khi đó thì các bạn theo cái nhận bên này, có nghĩa là bệnh nhân vô tâm thu phân ly điện cơ thì các bạn không sóc điện nữa và các bạn ép tim và dùng adrenaline càng sớm càng tốt. Đấy, thì cái nhóm không sóc điện được thì nó rất là dễ làm. Đây, các bạn cấp cứu ép tim cho adrenaline và sử dụng thẳng đồ kèm là kiểm soát đường thở nâng cao, có nghĩa là ngoài cái bọc bóng qua cái mát thì các bạn gọi điều gì họ chuẩn bị cho các bạn là cái mát thanh quản hoặc là cái nội khí quản. Đây, và từ ép tim
cho adrenaline, sử dụng thang đô. Yeah. Và xem thử là cái nguyên nhân mà bệnh nhân ngừng tim là gì. Thì thông thường là để các bạn xác định được cái nguyên nhân ngừng tim thì không phải là dễ, đặc biệt là khi các bạn đi hội chẩn ở bên ngoài. À, nên là AFA khuyến cáo các bạn là chẳng hạn như bên nhắn mà sắp điện được là cái bước mà cuối cùng là sau lần sắp điện thứ ba các bạn mới là đi hỏi nguyên nhân. Có nghĩa là sau khoảng tầm 6 tới 8 phút mà cấp cứu ngừng tim thì các bạn mới xem thử là nguyên nhân là gì. Hoặc là ở trong cái nhỏ mà không sắp điện được thì nó sớm hơn, khoảng tầm 4 phút thì các bạn phải nghĩ tới là bây giờ nguyên nhân là nó gây ra nên tuần hoàn là do là gì để các bạn can thiệp điều trị được nguyên nhân. Đấy. Vậy thì trong cái phác đồ này của AFA này thì nó có 6 cái ô. Và thấy 6 cái ô phía bên này thì nó liên quan về mặt kỹ thuật, chẳng hạn như các bạn ép tim thì để nâng cao chất lượng ép tim như thế nào, hoặc là dùng thuốc như thế nào, hay là khử rung như thế nào, thì AFA đều viết vào đây để khuyến cáo cho các bạn làm. Đấy. Thì đầu tiên là về ép tim thì các bạn muốn ép tốt thì AFA khuyến cáo các bạn phải ép mạnh, tối thiểu biến độ lồng ngực mà nó thay đổi là phải 5-6 cm. Cái thứ hai là nhanh là 100-120 lần trên phút, và để cho lồng ngực giãn nở hoàn toàn là phải có cái thời gian tâm tương để cho nó tưới máu cho mạch vành. Đấy. Và cái thứ hai là giảm thiểu giãn đoạn trong khi ép tim thì các bạn phải làm phải chuẩn bị sang là khi mà hết 2 phút các bạn thay người là các bạn phải vào thay ngay, chứ đừng gọi cc là cứ đứng đó và chờ người kia là đi ra rồi mình mới vô rồi mới bỏ tay lên ngực rồi mới bắt đầu ép, thì cái đó là nó làm cho tăng cái thời gian giãn đoạn. Cái thứ hai nữa là khi mà thay đổi á thì các bạn thường là thay đổi người sóc điện và ép tim thôi cho nó nhanh, chứ đừng có thay đổi người bọc bóng và người ép tim. Đấy, lát nữa cái slide sau thì các bạn sẽ thấy. Đây, và tránh thông khí quá mức và thay đổi người ép mỗi 2 phút hoặc sớm hơn nếu mệt. Thì các bạn lưu ý là AFA là Tây nha, Mỹ nha, người họ cấp cứu, những người mà nằm trong cái đội cấp cứu thì thường là lựa chọn là những người rất là cơ bắp. Đấy, thì 2 phút họ đã bắt là các bạn là đổi người ép rồi. Nên là Việt Nam mình nghe hai chân nhỏ dâu, nên là các bạn đổi người đúng 2 phút nha. Và nếu mà mệt quá mà chưa hết 2 phút thì các bạn phải gọi là chuẩn bị đổi người ép tim để người khác họ chuẩn bị. Chứ nhiều bạn là cấp cứu là mệt là đi ra thôi, nói chạy qua ép đi. Là như thế là thời nó sẽ tăng cái thời gian giãn đoạn của cấp cứu ngừng tim thôi. Thì các bạn lưu ý cho mình cái này rất hay gặp. Đây cái lỗi rất hay gặp luôn. Và cái lỗi này nó liên quan tới tiên lượng của bệnh nhân. Và nếu các bạn chưa đạt được nội khí quản hay là mạch thanh quản thì các bạn ép tim và thông khí với tỷ lệ 32, có nghĩa là 30 nhịp ép tim và các bạn nhận dừng và hai nhịp các bạn bọc bóng qua mạch. Đấy, thì khi mà đi thực hành các bạn sẽ được hướng dẫn cái này rất là kỹ, bởi vì cái này là cái sống còn. Mình AFA không yêu cầu các bạn phải đi đặt nội khí quản hay là các bạn đặt mạch thanh quản, bởi vì kiểm soát đường thở nâng cao không phải dễ đối với một bác sĩ đa khoa. Đấy, các bạn có thể chờ là cái người mà họ có chuyên môn về kiểm soát đường thở họ tới hỗ trợ các bạn. Cái việc mà quan trọng nhất các bạn là các bạn nắm được là ngửa cổ, nâng hàm và bọc bóng qua mạch, thì cái này là tất cả đều làm được hết, điều dưỡng cũng làm được. Đấy. Nhưng mà quan trọng chất lượng nó như thế nào, các bạn bóp mà nó xì ra ngoài hết thì cũng như không. Và cái này á, bây giờ điều dưỡng hay là bác sĩ đang làm rất kém về cái này. Đấy, không phải dễ đâu các bạn. Bệnh nhân ngừng tuần hoàn là đàm dài hay là mồ hôi rồi một cái đầy, chứ kể râu ria nữa, các bạn ấp cái mặt vào, các bạn bóp mà để cho khí nó vào lòng ngực không phải đơn giản đâu. Đấy, và cái này là cái sống con, một trong những cái sống con quan trọng nhất đấy. Và các bạn nếu được thì các bạn nên thực hành đấy. Bởi vì còn bây giờ cái bóng, cái mạ, cái bóng ambu các bạn ra ngoài các bạn mua 80 ngàn, có cái mạ thì khoảng tầm 30-40 ngàn, hoặc là các bạn đi bất cứ các khoa nào đều có hết. Đấy, khoa nội, khoa ngoài, khoa sản nó chính có hết. Và cái trong cái nâng cao chất lượng ép tim thì AFA họ khuyến cáo các bạn đưa cái OTCO2 vào rồi, thì lúc này mình nói rồi.
Và thêm một cái nữa là nếu có thể thì nếu có huyết áp động mạch xâm nhập thì nó cũng là một yếu tố tiên lượng. Nếu huyết áp tâm trương mà dưới 20 thì cần phải cải thiện chất lượng ngưng tuần hoàn, cấp cứu ngưng tuần hoàn. Và tiên lượng là nếu mà những bệnh nhân này dưới 20 rồi thì tiên lượng cứu của bệnh nhân là nó khó. Được chưa? Thì đó là cái mục đầu tiên, nâng cao chất lượng ngạc tim. Cái thứ hai về sóc điện thì hướng dẫn thông thường thì hiện tại đối với các bạn là bây giờ các bạn đi tất cả các bệnh viện thì hầu hết là máy là hai pha cả, máy sóc điện hai pha cả, ít khi mà các bạn thấy cái máy một pha đó. Nhưng mà nếu các bạn không biết máy hai pha hay một pha thì cứ bằng lên tối đa mà sóc nha. Yeah. Bởi vì ngưng tuần hoàn là được ăn cả ngạc hay không thôi. Nếu mình biết thì mình cứ bằng lên tối đa đối với cái sóc điện mà sóc. Còn nếu các bạn có cái máy sóc điện tự động thì trong cái máy sóc điện tự động này nó sẽ có hướng dẫn theo từng bước, các bạn gắn phát vào và các bạn nghe hướng dẫn, các bạn sóc cái. Bây giờ cái này trẻ con làm được. Đấy, thì đó là về cái sóc điện. Về cái thuốc thì trong cái cấp cứu ngưng tuần hoàn hô hấp thì chỉ sử dụng 3 thuốc là adrenaline, amiodarone và lidocaine. Đấy, và bicarbonate nó không nằm trong cái phác đồ cấp cứu ngưng tuần hoàn hô hấp. Thì các bạn lưu ý, bây giờ các bạn đi ở nhiều nơi thì các bạn thấy là bác sĩ hay cho bicarbonate đối với bệnh nhân ngưng tim thì cái đó là không khuyến cáo. Đấy, nhưng mà không biết sao là cứ thích cho, bởi vì cái đó cho thì nó khá nhiều biến chứng và hiệu quả nó không có. Và thêm nữa là nó đối kháng với tác dụng của adrenaline. Đấy, thì các bạn lưu ý thì AKA họ chỉ list là 3 thuốc là nằm trong cái cấp cứu ngưng tuần hoàn hô hấp là adrenaline, amiodarone và lidocaine với liều như thế này. Được chưa? Dễ nhớ chứ không phải khó nhớ. Có nghĩa là cứ bắt đầu bằng một ống. Đó. Thì các bạn tiêm vào đi cái đã. Được chưa? Đó. Để cho đôi khi là các bạn cần nhớ này, cứ một ống các bạn bật vào. Đấy, và các bạn nhớ là trong cái cấp cứu ngưng tuần hoàn hô hấp là tiêm tĩnh mạch hết. Đấy. Hoặc là tiêm trong xương nếu mà các bạn lấy ven không được. Đấy, không có tế bắp. Bởi vì ngưng tuần hoàn rồi không có cái gì mà hồi lưu cả. Các bạn tiêm bắp là nằm đỏ thôi và nó gây hoại tử nữa. Đấy. Về kiểm soát đường thở nâng cao, thì cái này thì không khuyến cáo các bạn là các bạn phải biết. Đấy nhá, các bạn biết là cái khuyến cáo là các bạn ấp cái mạt vào, nên mũi về miệng, nâng cái hàm lên và bọc bọng và chờ người đến hỗ trợ. Và các bạn biết là ở nước ngoài á, thì mình đi cũng khá nhiều rồi, thì Hàn Quốc hay là Ý hay là Singapore thì nó có một cái đội trong AHA nào thế, trong AHA thì nó có một cái đội riêng của bệnh viện là chuyên về cấp cứu ngưng tuần hoàn thôi. Và ở các bệnh viện lớn á, thì nó tất cả các khoa nó có một cái đường dây gọi là blue code, thì có cái cột có bệnh nhân ngưng tim cái thì nó bấm vào cái nút đó thì nó bảo vậy là đội cấp cứu ngưng tuần hoàn là họ chạy điện ngay. Đấy, hoặc là họ phát trên cái thông báo của bệnh viện là khoa nào đó có bệnh nhân ngưng tim thì cái đội này nó chạy tới ngay. Nên là việc của cả bác sĩ là chỉ gọi là những cái bác sĩ mà chỉ không chuyên á, làm những cái khoa mà nó ít liên quan á, thì các bạn là bọc bóng hỗ trợ ép tim và cho thuốc. Đấy, và chờ người khác họ tới họ hỗ trợ về mặt chuyên sâu như kiểm soát đường thở hay là cấp cứu cho nó đồng nhịp nó tốt. Được chưa? Thì đây là cái mạch thanh quản với cả nhiều thế hệ. Các bạn chỉ bắn miệng bệnh nhân ra, các bạn dẹp vào cái thôi. Đấy. Và cái nội khí quản thì khó hơn. Đấy. Và khi mà các bạn đã đặt được hai cái này vào cái đường thở bệnh nhân rồi thì tim là nhiệm vụ của người ép và thông khí là nhiệm vụ của người thông khí, không liên quan gì với nhau cả. Và người thông khí là từ 6 giây là họ bỏ một nhịp. Được chưa? Và trong cái ô thứ 5 thì họ đánh giá là tuần hoàn trở lại khi nào. Tức là các bạn đánh giá là nhịp tim gọi lại khi các bạn cấp cứu. Đúng không? Thì thông thường trên lâm sàng các bạn hay bắt mạch. Đó. Hoặc là thấy huyết áp gọi lại hoặc là nghe tim có. Nhưng mà cái sớm nhất là các bạn sẽ thấy là cái ERT-CO2 này nó đáng lẹt đẹp tự nhiên nó vọt lên cái. Tức là tế bào nó chuyển gọi lại. Cái thứ hai nữa là huyết áp động mạch xâm nhập á, thì nó đáng lẹt đẹt như thế này, đây đỏ đỏ như thế này mà nó vọt cao lên cái, tức là tím nó bọc lại. Đấy.
Thì cái huyết áp động mạch xâm nhập này các bạn nếu mà các bạn đi phòng mổ hay là những cái đơn vị chăm sóc tích cực á, thì các bạn sẽ thấy là họ đặt cái này, hoặc là các bạn vào phòng cath lab đấy, thì thay vì đo huyết áp qua cái băng đo các bạn hãy dùng ấy, thì họ luôn một cái cathe vào động mạch, thì tương ứng với cái sóng cao này là sóng thì thời kỳ tâm thu và dưới này là thời kỳ tâm trương, được chưa? Đấy, và huyết áp này là đo liên tục, chẳng không phải mất thời gian để các bạn đo. Và cái ô cuối cùng là nguyên nhân gây ngừng tuần hoàn. Thì nguyên nhân gây ngừng tuần hoàn là có 5 hạt, 5 tê. Thì 5 hạt là bao gồm là giảm thể tích, hay gặp là sốc mất máu, thiếu oxy, nhiệt toan, hay giảm hay tăng kali, hay là thân nhiệt. Còn tê là tắc phổi, tắc mạch vành, chèn ép tim cấp, ngộ độc và tràn khí màng phổi áp lực. Thì 10 cái nguyên nhân này là nó hay gặp trong cái ngừng tuần hoàn hô hấp. Và 10 nguyên nhân này các bạn có thể can thiệp được, các bạn có thể giải quyết sớm để đảo ngược cái nguyên nhân mà nó gây ngừng tuần hoàn. Đấy chưa? Thì họ khuyến cáo là khi mà bệnh nhân ngừng tuần hoàn các bạn đến nghỉ xem thử nó có trong 10 nguyên nhân này hay không, rồi sau đó mới nghỉ tới những cái nguyên nhân khác. Đấy, ở trẻ em thì nó y chang như người lớn vậy, nhưng mà nó chỉ khác là cái năng lượng sốc điện. Là sốc lần đầu là các bạn sốc 2 joule, lần thứ hai là các bạn tăng lên gấp đôi là 4 joule, nhưng mà không quá 10 joule trên kg cân nặng. Cái thứ hai là tỷ lệ thông khí và ép tim là 15:2. Và cái thứ ba nữa là liều thuốc, thì đương nhiên là trẻ con thì các bạn phải giảm liều bớt. Và adrenaline thì có thể các bạn ở sơ sinh các bạn lấy vén được thì các bạn có thể cho qua đường nội khí quản. Yeah, thì nó chỉ khác là cả cái một số điểm ít thôi, thì các bạn lưu ý. Và trong A hạng A thì các bạn tóm lại thì các bạn nhận mạnh là chu kỳ 2 phút trong cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp, 2 phút để các bạn đổi người, 2 phút để các bạn đánh giá xem thử là nhịp tim sốc điện được hay không. Sốc được các bạn sốc, và có tim các bạn chuyển qua chăm sóc sau ngừng tuần hoàn. Nếu không sốc được, các bạn ép tim và chú trọng nâng cao chất lượng ép tim cũng như là dùng thuốc kiểm soát đường thở, điều trị cái nguyên nhân gây ra ngừng tuần hoàn. Và các bạn tiến lượng dựa vào huyết áp động mạch xâm nhập cũng như là cái ETCO2 để nâng cao cái chất lượng ép tim của mình. Và hết 2 phút các bạn dừng kiểm tra nhịp tim, đổi người trong vòng thời gian tối thiểu và là nhanh nhất có thể, và sau đó lặp lại cái chu kỳ 2 phút này. Đây thì nó nhận mạnh cho các bạn như thế. Và cuối cùng là nhận mạnh là trong một cái team work, và là nhận mạnh cảnh gì làm việc nhóm cho nó tốt. Thì một cái nhóm mà cấp cứu ngừng tuần hoàn tốt là nó có 6 người thì nó mới đủ làm việc, làm đủ cái công việc của cái cấp cứu được. Thì người quan trọng nhất là người chỉ đạo. Cái người chỉ đạo không nhất thiết là phải là bác sĩ. Điều dưỡng có kinh nghiệm, nắm rõ các thuốc thì có thể các bạn làm chỉ đạo cái này cũng được. Yeah, thì người chỉ đạo luôn luôn là đứng ở bên phải và phía dưới chân của bệnh nhân. Phải trái chân được nhưng mà đứng dưới chân bệnh nhân và đứng sau để các bạn nhìn rõ được bệnh nhân cũng như là tất cả các thành viên trong nhóm. Đây, cái thứ hai nữa là ba cái người quan trọng nhất là người kiểm soát đường thở đứng trên đầu, người ép tim và người sốc điện. Thì để thấy ép tim và sốc điện, để thấy người ép tim thì các bạn thấy trong ba người này thôi. Đấy, còn nếu có người thứ bảy thì người thứ bảy đứng bên cạnh đây và chuẩn bị thay. Được chưa? Và ưu tiên là thay đổi hai người này, người ép tim và người sốc điện. Đấy, thì các bạn lưu ý cho mình cái đó. Được chưa? Còn hai người còn lại là người một người ghi chép thời gian, người tận thời gian từ 3 phút là các bạn cho adrenaline. Đó, 2 phút là các bạn đổi người và người phụ trách thuốc. Tức là cho adrenaline hay cho những thuốc để mà các bạn đặt nội quản hay là thuốc vận mạch. Đấy. Và lưu ý là trong nhóm thì các bạn phải thực hiện đúng ý lệnh của mọi người trưởng nhóm và có phản hồi. Có nghĩa là giao tiếp các bạn phải nhìn mặt đối mặt và nói to, bởi vì khi cái cấp cứu này thì nó khá ồn thì các bạn phải mặt đối mặt giao tiếp và nói rõ. Thì họ nhận mạnh các bạn là phải cá nhân hóa nhiệm vụ của từng người, chứ đừng có sắm soi lẫn nhau. Có nghĩa là cái người ép tim thì tập trung vào ép tim cho nó đúng, còn người kiểm soát đường thở phải tập trung vào người kiểm soát đường thở cho đúng. Đấy, còn người team leader hoặc là người mà
ghi chép thời gian thì họ đứng họ rảnh đây thì họ có thể họ quan sát các thành viên khác để họ nhắc là anh làm như thế đúng hay không, và quan trọng nhất là cái người mà người chỉ đạo này này thì họ sẽ báo quát toàn bộ và họ nhắc những cái thành viên. Và chú ý là các anh chị thay pin mỗi 2 phút, bởi vì 2 phút thì sẽ tương ứng với khoảng tầm 5 chu kỳ pin, 5 chu kỳ mà một chu kỳ là 30 phút nữa. Thì nắm như thế các bạn nhân cho 30 là 150 lần. Thì app team thì nó cũng tương tự giống như các bạn hít đất vậy. Đấy, các bạn hít đất 150 lần trong 2 phút. Các bạn thử về thử hít có thử coi có được không. Đấy chứ, nó cũng nã nã nhau thôi. Về cái mặt năng lượng cũng như là cái thực hiện. Đấy, thì đó là lý do vì sao mà bắt buộc bạn là 2 phút cả mặt của người. Đấy chứ. Thì với bạn làm việc theo nhóm như thế này, làm cá nhân hóa vai trò từng người và làm đúng phác đồ thì các bạn sẽ cải thiện được cái chất lượng cấp cứu ngưng tuần hoàn cũng như là chất lượng sống của mình nhé. Đấy, đó là toàn bộ cái nội dung về cấp cứu ngưng tuần hoàn hô hấp. Còn nó có thể là thời gian gần đây thì nó bổ sung thêm cho các anh chị là ngưng tuần hoàn hô hấp ở sản phụ như thế nào, sau bao lâu bệnh nhân ngưng tuần hoàn thì các bạn quyết định là dừng mổ lấy thai đây, hoặc là nguyên nhân gây ngưng tuần hoàn hô hấp là gì, chẳng hạn như biến chứng gây mê hay là chảy máu do nhóm bóng đau hoặc là tắc mạch phổi đây, hoặc là ngưng tuần hoàn liên quan tới nghiện đây, các bạn đi ngoài đường các bạn gặp nghiện mà nó dùng quá liều thì nó có thể gây ngưng tuần hoàn, thì các bạn cấp cứu nó như thế nào. Thì hôm nay mình gặp tình huống rồi là có hai bạn sinh viên là ở trên cầu Lon á, thì đi từ trên đường Bùi Thị Xuân về thì gặp cùng một bạn thanh niên khoảng tầm 20-21 tuổi đang ngưng tim, thì do nghiện ma túy thì vào thì chỉ kiểm soát đường thở và tim vài cái và sau đó sẽ cấp cứu tới thì cứu được mình nha. Đấy, thì các bạn thấy là những cái nhóm này thì hầu hết là nó bị quá liều và nó suy hô hấp và suy tuần hoàn. Suy hô hấp nó gây ra suy tuần hoàn cho con, mà opioid mà tác động tới mà gây suy tuần hoàn sớm thì nó rất là ít. Đây, hoặc là gần đây nhất là ngưng tuần hoàn đối với bệnh nhân COVID-19 thì các bạn cần phải làm gì, thì nó có trong cái phác đồ của AHA thì nó ghi rất là rõ. Đấy, các bạn mang áo bảo hộ hay là các bạn cấp cứu theo hướng dẫn cũng như là cái đồng thuận của cái hội đồng y đức trong cái điều trị bệnh nhân COVID. Đấy, thì nó rất là nhiều, thì các bạn sẽ tham khảo hơn ở cái tài liệu của AHA. Được chưa? Thì có ai hỏi gì nữa không? Dạ thì bạn hỏi là giống như kiểu trong cái lô cấp cứu ngưng tuần hoàn hô hấp mà có cái bước là nhịp tim có thể sốc điện hay là có cái mức cụ thể không, hay là đánh giá do đánh giá của bác sĩ thôi? Đánh giá là đánh giá của các bác sĩ và điều dưỡng. Cái điện tim đó xin thưa các bạn là nếu mà ở Thái Lan thì có đợt mình qua mình học cấp cứu ngưng tuần hoàn ngoài viện thì yêu cầu là điều dưỡng phải biết, và điều dưỡng họ sẽ nắm được là điện tim của nhồi máu cơ tim nữa. Thì hiện tại là ở Thái Lan thì các bạn biết là họ làm fast track, có nghĩa là những cái bệnh mà nó có thời gian vàng, chẳng hạn như cấp cứu về mặt chấn thương hay là nhồi máu não, đột quỵ hay là nhồi máu cơ tim thì họ đều đảm bảo cái thời gian vàng của họ hết. Có nghĩa là điều dưỡng mà vào mà gắn cái điện tim lên mà thấy nhồi máu cơ tim là họ đã khởi động cái đáp ứng nhanh rồi, và họ gọi liên hệ với cái cơ sở gần nhất có thể làm được là cái tiêu sợi huyết hay là cái can thiệp mạch. Đấy, thì cái này là các bạn nhìn, các bạn thấy là trong ngưng tuần hoàn thì nó chỉ có là bốn cái hình thái điện tim đó thôi, và nhìn hình thái trung thấp sốc điện, còn phân ly điện cơ hay là vô tâm thu thì không sốc ép tim, thì cái này điều dưỡng làm được, vì sao các bạn không làm được. Đấy, và họ yêu cầu là điều dưỡng phải biết những cái hình thái nguy hiểm của nó đe dọa tới tính mạng của bệnh nhân để mà các bạn là khởi động sớm và bệnh nhân nó có được cái thời gian vàng để mà cấp cứu. Chứ còn mà để muộn quá, chẳng hạn như màu nào mà để mà quá 4 tiếng thì khó để các bạn làm tiêu sợi huyết, thì di chứng để lại nhiều. Đây, các bạn phải sắm lần hơn, được chưa? Hoặc là nhồi máu cơ tim các bạn để mà dài của anh tiến 90 phút thì cái khả năng mà di chứng để lại là nhiều. Đấy,
Thì các bạn biết là bây giờ mà đi một số nước mà nó phát triển á, thì cái thời gian mà các bạn gọi điện tới xe cấp cứu và xe cấp cứu mà nó đến á, thì trong vòng 5 phút thôi. Thế còn mình gọi xe cấp cứu thì cũng phải mất 10-15 phút thì nó mới đến. Thì cái đó nó liên quan tới mặt là tiên lượng của bệnh nhân rất là nhiều. Đấy. Dạ, tại này em thấy những chỗ phát đồ là ghi nhịp tim có thể đánh giá sốc điện, cho nên em thấy là mình đánh giá điện tim chứ không phải nhịp tim. Đánh giá điện tim chứ làm sao mà em bắt cái mạch mà em biết là bởi vì ngưng tuần hoàn rồi mà. Dạ, tại này cái phát đồ em thấy ngưng tuần hoàn là không có mạch. Dạ, vậy là những chỗ cấp cứu trẻ em thì là mình dùng cái sốc điện tối đa là 2 số, nhưng mà chúng ta sẽ mình không biết được kỳ máy đó là 1 pha 2 pha thì mình có được bằng tối đa nó giống như cái lượng không? Tối đa không phải là 2 joule, có nghĩa là khuyến liều khuyến cáo là 2 joule trên kg cân nặng và tối đa là không quá là 10 joule trên kg, và lần thắp điện thứ hai là 4 joule trên kg, được chưa? Thì nếu mà các bạn bây giờ không biết là đó là máy 1 pha hay 2 pha thì các bạn cứ bằng là 2 joule trên kg cân nặng cái đá, sốc lần đầu cái đá, nếu không được thì các bạn vàng lên là 4 joule trên kg cân nặng. Đấy, thì trước mắt là các bạn có thì các bạn phải làm như thế. Và hiện tại thì đổi với tuổi của các bạn á, thì bây giờ các bạn đi ở bệnh viện thì không thấy máy 1 pha đâu, còn máy 2 pha hết, nên là đừng có lăng tăng về chuyện đó. Dạ, cũng như thế. Nếu phân ly điện cơ và vô tâm thu thì các bạn ép tim, các bạn cho adrenaline thì nó nằm trong phác đồ rồi, hỏi gì nữa? Nãy giờ nghe giảng à? Các bạn sẽ có hai nhánh, một nhánh là các bạn sốc điện là bao gồm là rung thất và nhánh thất vô mạch. Còn nếu mà không phải rung thất hay nhánh thất vô mạch thì các bạn không sốc điện. Các bạn lấy đường truyền, các bạn ép tim, các bạn cho adrenaline, các bạn kiểm soát đường thở nâng cao và điều trị nguyên nhân. Đó là những cái bước chỉnh trong cái nhánh thứ hai, đó là phân ly điện cơ với là vô tâm thu. Dạ, thầy ơi, thầy, mà ví dụ như bệnh nhân mà bị đuối nước thì mình ở dụ như ở xong mình cấp cứu được bệnh nhân lên và mình cấp cứu là tỷ lệ mà thêm mình xử lý theo OBC mà tỷ lệ là còn cứu sống được cô không thầy ạ? Với lại mình xử trí nó thông thường đuối nước thì cái tỷ lệ nếu mà các bạn đến lên sớm á thì tỷ lệ cứu sống bệnh nhân nó khá cao. Và các bạn vẫn phải cấp đối với cái đuổi nước á, thì các bạn hầu như là các bạn không có cái phương tiện gì cả, và quan trọng nhất là các bạn phải giải phóng đường thở và các bạn ép tim hỗ trợ cái tuần hoàn, phải không? Thì các bạn lưu ý này, trong cái nhóm nguyên nhân gây ngưng tuần hoàn á thì chẳng hạn như nếu nó tùy vào từng khoa, cái này là cái phác đồ mình nói rồi, phác đồ thì mình chỉ áp dụng được khoảng tầm 70% thôi. Và cùng mình cũng đã gặp người mà soạn ra những cái phác đồ điều trị rồi, chẳng hạn như surviving sepsis campaign rồi, vậy mình có cơ hội mình gặp thì mình hỏi là bây giờ phác đồ như thế chỗ ông làm được bao nhiêu phần trăm, hoặc là ông làm theo những phác đồ của ông thì ông thấy đúng là bao nhiêu phần trăm, thì họ nói là đúng khoảng 60-70% thôi. Có nghĩa là bởi vì chỗ họ là họ làm cao hơn nhiều rồi, nên là họ tập trung họ vào cái chính. Chẳng hạn như mình đơn cử ví dụ các bạn gặp một bệnh nhân các bạn đang điều trị ở hồi sức tim mạch, phải không? Bệnh nhân sau mổ tim đấy thì nó hay có chảy máu loạn nhịp, thì các bạn tập trung vào điều trị cái đó, hoặc là bệnh nhân này nó đã có soạn định đang theo dõi rồi, thì đương nhiên là cái đầu tiên các bạn sốc điện và các bạn đã đặt cái máy sốc điện ở đâu đó rồi, phải không? Hoặc là nếu ngưng tuần hoàn xảy ra ở bệnh nhân ở khoa hô hấp thì hầu hết là do hen COPD, thì cái việc kiểm soát đường thở sớm các bạn và hỗ trợ hô hấp sớm thì có thể nó đảo chiều về nguyên nhân gây ngưng tuần hoàn sớm, được chưa? Chẳng phải là các bạn thấy rung thất các bạn sốc điện là các bạn cứ phải chạy đi lấy cái máy sốc điện sớm đấy, thì mình nói là nó áp dụng thế nào cho nó phù hợp nhất và cái nguyên nhân đấy, bởi vì cái phác đồ này là phác đồ chung dùng cho tất cả các khoa và dùng cho thế giới, được chưa? Đấy, nên thế nào mà
và nó báo có thể được và nó đã thu riêng cho cái khoa của các bạn được. Đấy chứ, đối với đổi nước với nước, nguyên nhân là do gì? Chịu hấp, phải không? Nước nó vào. Cái thứ hai nữa, về mặt tuần hoàn thì bây giờ nó lâu chịu hấp thì nó dẫn tới là ngưng tuần hoàn. Thì cái việc mà ép tim, thì cái bản thân cái ép tim là nó đã hỗ trợ về mặt hô hấp rồi các bạn. Nó đã đẩy đẩy lòng ngực nó hít vào và nó thở ra, thì nó sẽ giúp là hít thở không khí. Và cái thứ hai nữa, cái động tác thứ hai nữa các bạn làm là ngửa cổ bệnh nhân lên, được chưa, móc sạch dị vật. Thì với cái động tác ép tim thì nó đã đẩy không khí vào rồi, và cái thứ hai nữa là các bạn hỗ trợ về mặt thổi ngạt cho bệnh nhân. Thì bây giờ mình nói là không có cái gì cả, thì các bạn thổi ngạt qua đường mũi và gặp đóng miệng bệnh nhân lại, ngửa cổ nâng hàm, thì đồng thời với là cái việc nó đóng miệng của bệnh nhân đấy rồi. Đấy, thì các bạn thổi qua mũi thì nó sẽ sạch sẽ hơn và nó ít cái bệnh truyền nhiễm hơn. Được chưa? Đơn cử mà nói là một tình huống ngưng tuần hoàn nó xảy ra ở tại ngoài công viên. Đột ngột các bạn thấy ông Giang xin nó rách rưới nhập nhúa, nó ngưng tuần hoàn, hoặc là một thằng nghiện ngưng tuần hoàn, các bạn có dám vào thổi ngạt miệng không? Phải không? Các bạn có thể dám vào cấp cứu không? Nó có rất là nhiều cái tình huống. Nếu mà các bạn học cấp cứu ngưng tuần hoàn hô hấp mà các bạn lật cuốn sách của ACA ra, nó có khoảng tầm 700 tình huống về ngưng tuần hoàn là chẳng hạn như xảy ra ngoài đường như thế nào, ở trong khoa nội như thế nào, khoa ngoài như thế nào. Đấy, hay là tai nạn giao thông, bệnh nhân nó nằm trong xe nó ngưng tuần hoàn, giống như cái vụ cống đường DNA vậy. Đấy, các bạn sẽ thấy nó rất là nhiều cái chuyện, không phải là đơn thuần là các bạn thấy các bạn tới là bệnh nhân con ngoài được, hay là con mặt rồi sau đó mình ngưng tuần hoàn đâu. Nên nó nhiều lắm. Đây, trên đây là một cái video về video về cái hướng dẫn đào tạo của AHA. Thì các bạn làm đây, các bạn bằng được. Okay, we're going to see if we can find out what's going on, okay? Joette, we have a set of vitals from Ms. Fernandez. Yeah, blood pressure is 70 over 40, heart rate is 45 beats per minute, respiratory rate is 16 breaths per minute, and pulse ox is 92%. Okay, let's go ahead and start her on 2 liters of O2. Ms. Fernandez, we've got you hooked up to a monitor so we can take a look at your heart rhythm, okay? And we've started you on oxygen so you can breathe a little easier. The pulse ox reading is 95% with 2 liters of O2. Oh, okay. Doctor. Okay, it looks like we have sinus bradycardia. Dana, let's go ahead and get an IV started right now. Miss Fernandez, Mrs. Fernandez, can you hear me? Mrs. Fernandez. She's unresponsive. Các bạn lưu ý là đánh giá ý thức là các bạn vỗ vào hai tay, vỗ vào vai của bệnh nhân. The patient's gone into V-fib. Đây, các bạn thấy là cái glucose ở đây lâu dương đấy. Shelley, you'll be recording. Recording. Sam, you'll manage the airway. Dana, have you been able to establish an IV access yet? I've tried several times, but it's failed. Okay, let's move on to IO access, please. Moving to IO access. 5, 6, 7, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Charging at 200 joules. Shock ready for the patient. Đấy, khi mà chuẩn bị sốc thì người ta mới nói là cắn khỏi. Shock delivered. Rồi, sốc xong là great. Vào CPR for 2 minutes and evaluate the patient's cardiac defibrillation. Shelley, I'll rely on you to monitor the quality of the chest compressions. Dana, you'll need to draw the drugs up before each rhythm check. So if the arrest persists, we can move quickly to drug therapy. Let's begin with 1 milligram of epinephrine. Try 1 milligram epinephrine. Đây, các bạn thấy là ra ý là bệnh nhân họ phải hỏi lại và nhìn là mặt đổi mặt. 2 phút là đổi người. Okay, the patient remains in V-fib. The protocol for this biphasic device is escalated dosing. Let's shock again at 300 joules. Shocking at 300 joules. Đây, lần đầu đây, các bạn thấy là họ sắp 200. Lần thứ hai là lên 300. Charging. Cái máy này là cái máy một pha các bạn. The patient shocking on 3. Thông thường cái máy 1, 2 pha là tối đa là 270. Shocking. Shock delivered. Continue CPR. Continue compressions. Dana, please give 1 milligram of epinephrine. 1 milligram of epinephrine. The IO is flushed. Great. We've given 2 shocks and given 1 milligram of epinephrine. The next medication to consider is amiodarone. Dana, please prepare 300 milligrams of amiodarone. Trying 300 milligrams of amiodarone. Sam, are you getting good chest rise?
I'm being careful not to deliver ventilations too quickly or forcefully. Okay, great. Let's continue there. 2 minutes. Okay, let's analyze, switch roles. Okay, the patient is in persistent VF. Let's shock again at 360 joules. Charging at 360 joules. Shock ready, clear the patient. Shocking on three. One, two, three, shocking. Shock delivered. Continue CPR. Continuing CPR. One, two, three, four. We can give amiodarone now? Thank you. That's right. She came in with epigastric. I can feel a rapid weak pulse. Okay, great. Let's initiate immediate post-cardiac arrest care. Dana, let's get a blood pressure, a complete set of vital signs, pulse ox, and labs. Mandel, let's start a 12-lead ECG, please. Can we check to see if this patient is breathing and responsive? Ma'am, can you squeeze my fingers? She's still unresponsive. Still not breathing. Okay, let's insert an advanced airway and prepare for therapeutic hypothermia. The patient's blood pressure is 82. Nhưng mà chỉ thất nó đó nên là bắt đầu họ mới đặt nội quản và họ kiểm họ chuyển qua đơn vị sau chăm sóc sau người tuần hoàn để mà tiến hành là làm hạ thân nhiệt. Rồi thì đó là một cái gọi là một cái shadow mà một cái video chuẩn của AHA về cấp cứu người tuần hoàn hô hấp. Thôi nghỉ hết, chào các bạn.